Nhận định Iran và Tây Ban Nha vào lúc 1 giờ ngày 21 tháng 6. Trận hòa 3-3 trước Bồ Đào Nha đã chứng minh sức mạnh của Tây Ban Nha. Vì thế nhận định Iran và Tây Ban Nha sẽ không có quá nhiều thay đổi, bất chấp đội bóng xứ đấu bò mới chỉ có huấn luyện viên mới được 1 tuần. Tây Ban Nha đã bản lĩnh trước Bồ Đào Nha. Một tuần qua là không hề yên ả với đội tuyển Tây Ban Nha. Họ sa thải huấn luyện viên Julen Lopetegui chỉ một ngày trước ngày khai mạc World Cup 2018 và hai ngày trước đại chiến với hàng xóm Bồ Đào Nha. Tất cả đều cho rằng rất khó khăn cho Tây Ban Nha trong chiến dịch tại đất Nga bởi quá trình chuẩn bị trong vòng 2 nằm bỗng chốc bị thay bằng kế hoạch 2 ngày. Tuy nhiên, chưa có thảm họa nào xảy ra, ít nhất là thời điểm này. Giám đốc của thể thao Fernando Hierro trở thành huấn luyện viên trưởng và tỏ ra đầy khôn ngoan. Thay vì đập đi xây lại toàn bộ đội hình và chiến thuật, cựu danh thủ Real Madrid đã giữ gần như y nguyên những gì tiền nhiệm Lopetegui đã gây dựng 2 năm qua. Dù vậy, trận hòa 3-3 không phải là điều gì quá tệ, ở đó Tây Ban Nha vẫn bộc lộ nhiều điểm sáng. Đầu tiên, họ thực sự có một Diego Costa đích thực. Cú đúp bàn thắng của tiền đạo Atlético Madrid trước Bồ Đào Nha đã xóa đi những nghi ngờ về phong độ của anh trên đội tuyển quốc gia. Tiếp đến Tây Ban Nha, không thiếu các phương án tấn công, hai bàn đầu tiên của họ tới từ các phương án bóng bổng, nơi Costa thể hiện khả năng săn bàn trước cầu môn đối phương, còn bàn thứ ba tới sau cú đá tầm xa của Nacho. Nó chứng tỏ Tây Ban Nha đã chuẩn bị đủ các giải pháp khi những đường bóng ngắn mất tác dụng bởi hàng thủ số đông của Bồ Đào Nha. Quan trọng nhất, tinh thần chiến đấu của Tây Ban Nha vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu rã đám sau sự ra đi của huấn luyện viên Lopetegui. Vẫn là một tập thể gắn kết và có những nhân tố có thể bùng nổ. Ba bàn thắng vào lưới hàng thủ được tổ chức tốt của Bồ Đào Nha không hề đơn giản. Nhận định Iran và Tây Ban Nha với người hâm mộ xứ đấu bò là đầy lạc quan. La Rosa vẫn là ứng viên vô địch. Bỏ qua câu chuyện hậu trường thực lực của Tây Ban Nha được đánh giá rất cao chỉ sau các ứng viên vô địch là Brazil, Pháp và Đức, và sau những gì họ thể hiện trước Bồ Đào Nha, nhận định Iran và Tây Ban Nha có thay đổi lớn. Không còn những nghi ngại dành cho La Rosa khi họ vẫn cho thấy sức mạnh của mình. Có chút bất ngờ khi thủ môn De Gea mắc sai lầm chết người trước thềm World Cup 2018. Chính người gác đền của Manchester United cũng đã mắc lỗi không nhỏ ở trận giao hữu với Thụy Sĩ, khiến cho Tây Ban Nha bị cầm chân 1-1. Giờ đây, De Gea thêm một lần khiến cho đội bóng chịu bàn thua và bị nghi ngờ về sự tự tin khi ra quốc tế. Tuy nhiên, sau tất cả Tây Ban Nha đứng về De Gea sau đêm thảm họa với Bồ Đào Nha. Hết huấn luyện viên Hierro, đội trưởng Ramos đến tiền đạo Costa đều lên tiếng bảo vệ thủ thành 27 tuổi. Tinh thần tập thể của Tây Ban Nha là đáng khen và thực tế, và đây cũng không phải là vấn đề quá lớn. Đẳng cấp De Gea đã được khẳng định và phong độ trong một vài khoảng khắc không thể nói lên nhiều điều. Trận đấu với Iran là cơ hội để thủ môn này nói riêng và toàn đội Tây Ban Nha nói chung chứng tỏ khả năng chiến thắng phải là nằm trong tầm tay của La Rosa, và thậm chí họ còn có thể phù dập đội bóng châu Á. Iran đã giành chiến thắng 1-0 trước Maroc ở trận ra quân World Cup 2018, nhưng bàn thắng duy nhất của họ lại tới từ một pha phản lưới nhà ở phút bù giờ cuối cùng. Phần lớn thời gian trước đó, Iran bị đối thủ lấn lướt và nhiều lần thoát thua. Các chân sút Maroc tỏ ra nôn nóng và phung phí các cơ hội mà mình có, nhưng có thể tin Tây Ban Nha sẽ không đi vào vết xe đổ đó. Họ có những cầu thủ tấn công giàu kinh nghiệm tại các đấu trường đỉnh cao và đủ sự điềm tĩnh để xuyên thủng phòng tuyến của đội bóng của các hoàng tử Ba Tư. Tiếp tục sẽ là một trận đấu mà Tây Ban Nha ghi được nhiều bàn thắng, nhưng khác biệt là họ có thể sẽ không lọt lưới. Bị Bồ Đào Nha cầm họ ở trận ra quân, Tây Ban Nha đang như đàn bò tót điên cuồng vì bị chọc giận, và thật không may cho Iran khi họ phải chạm trán đối thủ dữ tợn này. Sẽ rất khó để đoàn quân của huấn luyện viên Vendro tránh khỏi thất bại trước Tây Ban Nha đêm nay. Trái với lo ngại, Tây Ban Nha sớm vượt qua cuộc khủng hoảng niềm tin từ án sa thải dành cho huấn luyện viên Julen ngay trước thềm World Cup 2018. Thậm chí với người, đây là câu chuyện tái ông tắc mã. Người gánh vác nhiệm vụ của huấn luyện viên Lopetegui là giám đốc kỹ thuật Fernando Hierro đã thừa nhận không thể làm tốt công việc trong vòng 2 ngày. Tuy nhiên, ông cũng mong muốn trở thành huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, và dường như mọi thứ đang diễn ra đúng với những gì kỳ cựu trung vệ lần danh này mong đợi. Vấn đề lớn nhất của Tây Ban Nha những năm qua chính là khát khao thể hiện và sự thoải mái trong chơi bóng. Đây thực tế là điều mà huấn luyện viên Lopetegui không làm được khi tiếp quản La Rosa, bởi sự cứng nhắc trong chiến thuật và lạnh lùng trong mối quan hệ với cầu thủ. Ông gạt cả Morata khỏi World Cup 2018. Tuy nhiên, những cái thiếu nói trên của Tây Ban Nha lại được Fernando Hierro bù đắp, việc không có nhiều sự chuẩn bị khiến cho ông không thể đặt nặng vấn đề chiến thuật với Tây Ban Nha mà chỉ tập trung củng cố tinh thần.
Kết quả là các ngôi sao Tây Ban Nha đã có một trong những trận đấu hay và đẹp mắt nhất từ sau giai đoạn hưng thịnh của kỷ nguyên Tiki-Taka trong trận ra quân trước Bồ Đào Nha. Dù chỉ giành trận hòa 3-3, việc không còn phải gò bó quá nhiều trong khuôn mẫu, chiến thuật được tự do phô diễn và rất khát khao thể hiện, khiến cho các ngôi sao Tây Ban Nha thi đấu rất uyển chuyển và hiệu quả. Thực tế với một đội bóng ở đẳng cấp số 1 thế giới như La Rosa, đó mới là điều cần thiết nhất để tạo nên một nhà chinh phục, giống như việc Real Madrid của huấn luyện viên Zidane đã thống trị bóng đá châu lục trong những năm qua. Về kết quả Tây Ban Nha, như đã nói, chỉ có trận hòa trước Bồ Đào Nha, song đó là kết quả quá thiếu may mắn và bởi sự tỏa sáng của Ronaldo, người đã ghi cả 3 bàn cho đối phương. Cụ thể, bàn thua đầu của Tây Ban Nha diễn ra trên chấm 11m, bàn thua thứ hai đến từ một sai lầm đáng trách và hy hữu của thủ thành De Gea, còn bàn thua thứ ba đến từ những phút cuối từ cú sút phạt không tưởng của C7. Tây Ban Nha đã chơi rất hay nhưng cũng rất đen ở trận đấu đó. Hiển nhiên họ vẫn sẽ còn chơi hay như vậy, song có thể tin rằng những phần đen hy hữu đó không còn lặp lại, ít nhất trong một trận đấu với Iran đêm nay. Đây là đối thủ quá lép vế về đẳng cấp so với Bartok. Đội bóng châu Á bất ngờ thắng Maroc ở trận ra quân, song do may mắn, họ bị dồn ép suốt cả trận, song lại ghi được bàn duy nhất ở phút 95 từ pha đốt đền của đối phương. Hiển nhiên có thể dễ dàng hình dung rằng Iran cũng sẽ bị Tây Ban Nha phây hãm và dồn ép liên tục. Họ có thể thất thua trước các chân sút tầm trung của Maroc, song khó có thể chống đỡ trước dàn sao siêu hạng và đang rất ngẫu hứng của Bartok. Tây Ban Nha có lẽ không chỉ chiến thắng mà còn thắng đậm. Hiệp 1, đặc biệt hiệp 1 tối thiểu là 1 bàn, 5 trên 6 trận gần đây của Tây Ban Nha và 4 trên 7 trận vừa qua của Iran đều có tối thiểu 1 bàn. Trong hiệp 1, với sự chênh lệch đẳng cấp và quyết tâm thắng đậm, Tây Ban Nha sẽ sớm hạ gục Iran trước giờ giải lao. Không có đội bóng nào yếu tại World Cup. Hãy xem những gì vừa xảy ra với Đức, chúng tôi sẽ phải thận trọng và thi đấu hết mình nếu muốn đánh bại Iran. Tây Ban Nha là một trong những đội bóng mạnh nhất giải, đây sẽ là thách thức rất lớn với chúng tôi. Đội hình dự kiến Iran 4-1-4-1, Tây Ban Nha 4-3-3. Nhận định Iran và Tây Ban Nha vào lúc 1 giờ ngày 21 tháng 6. Trận hòa 3-3 trước Bồ Đào Nha đã chứng minh sức mạnh của Tây Ban Nha. Vì thế, nhận định Iran và Tây Ban Nha sẽ không có quá nhiều thay đổi, bất chấp đội bóng xứ đấu bò mới chỉ có huấn luyện viên mới được một tuần. Tây Ban Nha đã bản lĩnh trước Bồ Đào Nha. Một tuần qua là không hề yên ả với đội tuyển Tây Ban Nha. Họ sa thải huấn luyện viên Julen Lopetegui chỉ một ngày trước ngày khai mạc World Cup 2018 và hai ngày trước đại chiến với hàng xóm Bồ Đào Nha. Tất cả đều cho rằng rất khó khăn cho Tây Ban Nha trong chiến dịch tại đất Nga bởi quá trình chuẩn bị trong vòng 2 năm bỗng chốc bị thay bằng kế hoạch 2 ngày. Tuy nhiên, chưa có thăm hỏi nào xảy ra, ít nhất là thời điểm này. Giám đốc của thể thao Fernando Hierro trở thành huấn luyện viên trưởng và tỏ ra đầy khôn ngoan. Thay vì đập đi xây lại toàn bộ đội hình và chiến thuật, cựu danh thủ Real Madrid đã giữ gần như y nguyên những gì tiền nhiệm Lopetegui đã gây dựng 2 năm qua. Dù vậy, trận hòa 3-3 không phải là điều gì quá tệ, ở đó Tây Ban Nha vẫn bộc lộ nhiều điểm sáng. Đầu tiên, họ thực sự có một Diego Costa đích thực đóng vào phung phí các cơ hội mà mình có. Nhưng có thể tin Tây Ban Nha sẽ không đi vào vết xe đổ đó. Họ có những cầu thủ tấn công giàu kinh nghiệm tại các đấu trường đỉnh cao và đủ sự điềm tĩnh để xuyên thủng phòng tuyến của đội bóng của các hoàng tử Ba Tư. Tiếp tục sẽ là một trận đấu mà Tây Ban Nha ghi được nhiều bàn thắng. Nhưng khác biệt là họ có thể sẽ không lọt lưới. Bị Bồ Đào Nha cầm họ ở trận ra quân, Tây Ban Nha đang như đàn bò tót, điên cuồng vì bị chọc giận. Và thật không may cho Iran khi họ phải chạm trán đối thủ dữ tợn này sẽ rất khó để đoàn quân của huấn luyện viên Vendro tránh khỏi thất bại trước Tây Ban Nha đêm nay. Trái với lo ngại Tây Ban Nha sớm vượt qua cuộc khủng hoảng niềm tin, từ án sa thải dành cho huấn luyện viên Julen ngay trước thềm World Cup 2018, thậm chí với người đây là câu chuyện tái ông tắc mã. Người gánh vác nhiệm vụ của huấn luyện viên Lopetegui là giám đốc kỹ thuật Fernando Hierro đã thừa nhận không thể làm tốt công việc trong vòng 2 ngày. Tuy nhiên, ông cũng mong muốn trở thành huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha và dường như mọi thứ đang diễn ra đúng với những gì kỳ cựu trung vệ lừng danh này mong đợi. Vấn đề lớn nhất của Tây Ban Nha những năm qua chính là khát khao thể hiện và sự thoải mái trong chơi bóng. Đây cú đúp bàn thắng của tiền đạo Atletico Madrid trước Bồ Đào Nha đã xóa đi những nghi ngờ về phong độ của anh trên đội tuyển quốc gia.
Tiếp đến Tây Ban Nha, không thiếu các phương án tấn công. Hai bàn đầu tiên của họ tới từ các phương án bóng bổng, nơi Cota thể hiện khả năng săn bàn trước cầu môn đối phương. Còn bàn thứ ba tới sau cú đá tầm xa của Nacho. Nó chứng tỏ Tây Ban Nha đã chuẩn bị đủ các giải pháp khi những đường bóng ngắn mất tác dụng bởi hàng thủ số đông của Bồ Đào Nha. Quan trọng nhất, tinh thần chiến đấu của Tây Ban Nha vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu rã đám sau sự ra đi của huấn luyện viên Lopetegui. Vẫn là một tập thể gắn kết và có những nhân tố có thể bùng nổ. Ba bàn thắng vào lưới hàng thủ được tổ chức tốt của Bồ Đào Nha không hề đơn giản. Nhận định Iran và Tây Ban Nha với người hâm mộ xứ đấu bò là đầy lạc quan. La Rosa vẫn là ứng viên vô địch. Bỏ qua câu chuyện hậu trường thực lực của Tây Ban Nha được đánh giá rất cao, chỉ sau các ứng viên vô địch là Brazil, Pháp và Đức, và sau những gì họ thể hiện trước Bồ Đào Nha, nhận định Iran và Tây Ban Nha có thay đổi lớn, không còn những nghi ngại dành cho La Rosa khi họ vẫn cho thấy sức mạnh của mình. Có chút bất ngờ khi thủ môn Degi, thực tế là điều mà huấn luyện viên Lopetegui không làm được khi tiếp quản La Rosa bởi sự cứng nhắc trong chiến thuật và lạnh lùng trong mối quan hệ với cầu thủ. Ông gạt cả Morata khỏi World Cup 2018. Tuy nhiên, những cái thiếu nói trên của Tây Ban Nha lại được Fernando Hierro bù đắp. Việc không có nhiều sự chuẩn bị khiến cho ông không thể đặt nặng vấn đề chiến thuật với Tây Ban Nha mà chỉ tập trung củng cố tinh thần. Kết quả là các ngôi sao Tây Ban Nha đã có một trong những trận đấu hay và đẹp mắt nhất từ sau giai đoạn hưng thịnh của kỷ nguyên Tiki-Taka trong trận ra quân trước Bồ Đào Nha. Dù chỉ giành trận hòa 3-3, việc không còn phải gò bó quá nhiều trong khuôn mẫu chiến thuật được tự do phô diễn và rất khát khao thể hiện khiến cho các ngôi sao Tây Ban Nha thi đấu rất uyển chuyển và hiệu quả. Thực tế, với một đội bóng ở đẳng cấp số 1 thế giới như La Rosa, đó mới là điều cần thiết nhất để tạo nên một nhà chinh phục, giống như việc Real Madrid của huấn luyện viên Zidane đã thống trị bóng đá châu lục trong những năm qua. Về kết quả Tây Ban Nha, như đã nói, chỉ có trận hòa trước Bồ Đào Nha, song đó là kết quả quá thiếu may mắn và bởi sự tỏa sáng của Ronaldo, người đã ghi cả 3 bàn cho đối phương, cụ thể bàn thua đó sai lầm chết người. Trước thềm World Cup 2018, chính người gác đền của Manchester United cũng đã mắc lỗi không nhỏ ở trận giao hữu với Thụy Sĩ, khiến cho Tây Ban Nha bị cầm chân 1-1. Giờ đây, De Gea thêm một lần khiến cho đội bóng chịu bàn thua và bị nghi ngờ về sự tự tin khi ra quốc tế. Tuy nhiên, sau tất cả Tây Ban Nha đứng về De Gea sau đêm thảm họa với Bồ Đào Nha. Hết huấn luyện viên Hierro, đội trưởng Ramos đến tiền đạo Costa đều lên tiếng bảo vệ thủ thành 27 tuổi. Tinh thần tập thể của Tây Ban Nha là đáng khen và thực tế, và đây cũng không phải là vấn đề quá lớn. Đẳng cấp De Gea đã được khẳng định và phong độ trong một vài khoảnh khắc không thể nói lên nhiều điều. Trận đấu với Iran là cơ hội để thủ môn này nói riêng và toàn đội Tây Ban Nha nói chung chứng tỏ khả năng chiến thắng phải là nằm trong tầm tay của La Rosa, và thậm chí họ còn có thể vùi dập đội bóng châu Á. Iran đã giành chiến thắng 1-0 trước Maroc ở trận ra quân World Cup 2018, nhưng bàn thắng duy nhất của họ lại tới từ một pha phản lưới nhà ở phút bù giờ cuối cùng. Phần lớn thời gian trước đó, Iran bị đối thủ lấn lướt và nhiều lần thoát thua. Các chân sút Maroc tỏ ra nôn nóng.